Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn trở lại cùng Đồ Gỗ Văn Sáu. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi chiêm ngưỡng về các mẫu bình phú quý được làm trên chất liệu gỗ nung nghiền có đường kính lên đến 50. Đối với các mẫu bình phú quý đường kính 50 rất là nặng, vì vậy thì không phải lúc nào cũng có thể mang lên bàn live stream để giới thiệu cho quý khách hàng được. Thì hôm nay Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ làm một video ngắn để cùng giới thiệu cho quý vị về các mẫu bình phú quý này, và để cho quý vị có thể chiêm ngưỡng theo dõi chi tiết hơn. Mẫu bình phú quý đầu tiên quý vị đang thấy thì có được thiết kế cả phần đế. Đối với mẫu bình phú quý này, như quý vị đang thấy ở phần thân bình có rất nhiều nụ hoa. Về giá thành của các mẫu bình phú quý làm trên chất liệu gỗ nung nghiền, nó sẽ tùy thuộc vào cái độ nụ hoa. Nụ hoa càng nhiều trên cái phần bình thì giá thành nó sẽ cao hơn. Về mẫu bình thứ hai, quý vị có thể thấy phần núm bên trên thiết kế khác hơn một chút. Nụ hoa của mẫu bình thứ hai như quý vị đang thấy thì có nhiều ở phần trên, còn ở phần thân bình bên dưới thì có rất nhiều vân và chun của chất liệu gỗ nung nghiền. Đối với các mẫu bình phú quý chất liệu gỗ nung nghiền thì có thể kiểu dáng thiết kế thì giống nhau, nhưng mỗi cái phôi gỗ sẽ đem lại cho chúng ta những đường nụ hoa, đường vân tự nhiên khác nhau, tạo nên nét nổi bật và sang trọng cho từng mẫu bình. Một nửa phần bình bên này của mẫu thứ hai thì có các cái phần nụ phấn. Đối với điều kiện khí hậu của vùng đất Thái Nguyên thì rất thích hợp cho các cây gỗ nghiến sinh sôi và phát triển. Thì do bị khai thác rất nhiều, vì vậy là các cái gỗ nung nghiến thì ngày càng khan hiếm. Và để có được các cái mẫu bình phú quý làm trên chất liệu gỗ nung nghiến có đường kính lên đến 50 là một điều rất là quý hiếm. Vì vậy khi quý khách hàng nào mua được các mẫu bình phú quý như thế này thì cũng thể hiện được đẳng cấp chơi đồ gỗ của chính bản thân mình. Cùng là bình phú quý nhưng quý vị đang thấy cái mẫu mà tôi đang check góc máy vào gần thì được thiết kế hình thân bình dạng như một hình dạng nấm. Riêng phần bình thì nụ hoa cũng có rất nhiều. Và bên dưới thì cũng có được thiết kế là phần đế. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đi vào bên trong để theo dõi một mẫu bình phú quý cuối cùng trong video ngày hôm nay. Bình phú quý này thì cũng được thiết kế hình dạng như là nấm. Từ phần núm đã được thiết kế và tiện rất là đẹp, được gắn phần núm, còn lại thì riêng quả là liền hết. Khi đã được sơn phủ một lớp bóng PU cao cấp thì như quý vị thấy sờ lên rất là mát tay và mịn. Bình phú quý làm bằng gỗ nhưng mà nhìn sáng bóng như những viên đá. Quý vị nào theo dõi video này muốn quan tâm và tìm hiểu sâu hơn hoặc là muốn check hình ảnh, hãy liên hệ ngay Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968152070 và 0972282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể check hình ảnh qua Zalo. Một video ngắn chúng ta vừa cùng nhau đi theo dõi về 4 chiếc bình phú quý được làm trên chất liệu gỗ nung nghiền đường kính 50. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.